Ở clip lần trước về chủ đề Kamen Teacher, chúng mình đã giới thiệu tới cho các bạn về phần TV series 12 tập là hành trình cảm hóa những đứa học sinh bất trị tại ngôi trường trung học Kaku của thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết Araki Gota. Hôm nay, ngược dòng thời gian lại một chút, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần phim Kamen Teacher Special, tiền truyện của Kamen Teacher, về những thử thách mà thầy giáo Araki đã phải trải qua trước khi hoàn thiện được lý tưởng chiến đấu của bản thân và bước chân tới đứng lớp giảng dạy tại ngôi trường trung học Kaku. Giờ không để các bạn chờ lâu hơn nữa, giờ học ngoại khóa bắt đầu. Trước khi bước vào bài review, nhóm xin gửi lời cảm ơn tới anh Vũ Phan, leader Gen 2 của Unmei Fansub vì đã cho phép nhóm sử dụng footage từ bản dịch mà Unmei thực hiện để làm tư liệu hình ảnh cho clip ngày hôm nay. Giờ như thường lệ, ta sẽ khám phá những thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim này. Kamen Teacher Special ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2014, tức là khoảng nửa năm sau khi phần TV series kết thúc. Phim có thời lượng khoảng hơn 90 phút, phát sóng trên kênh NTV và khung giờ từ 21 giờ cho tới 22 giờ 54. Phim được chắp bút viết kịch bản bởi Junpei Yamaoka, đạo diễn bởi Kyoji Otsuka và Ryu Nishimura. Như đã đề cập ở phần giới thiệu phía trên, phim sẽ lấy bối cảnh trước những sự kiện xảy ra trong TV series. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cốt truyện của phần phim này. Vào một tương lai không xa của thế kỷ 21, nền giáo dục đã đổ nát dưới hệ quả từ việc quyền lực giám sát học trò của giáo viên bị giới hạn. Những ngôi trường đã hoàn toàn trở nên vượt tầm kiểm soát bởi sự nông nổi và phá phách của đám học trò tiểu yêu. Đây chính là thời điểm mà chương trình cải cách giáo dục mang tên Kamen Teacher Program được Ikura đưa vào hoạt động, đem tới những giáo viên tinh nhuệ được tùy ý sử dụng vũ lực để trấn áp học trò. Thị trưởng Kato Koichi, một chính trị gia đang nỗ lực hết mình để tìm ra phương án cải cách giáo dục hiệu quả nhất, đã chọn ngôi trường Sen Fictional làm khu vực thí điểm đầu tiên cho tính khả thi của dự án Kamen Teacher này. Ông đã phái thầy giáo Araki Gota tới đây để công tác, trở thành giáo viên trợ giảng của lớp 3D. Hai năm trước, một Kamen Teacher khác đã được cử tới trường Sen Fictional. Anh đã hoàn toàn thành công trong việc trấn áp đám học sinh nơi đây bằng bạo lực và nỗi khiếp sợ. Xong, mọi chuyện một lần nữa trở nên phức tạp khi nữ sinh Hayase Akari rơi từ sân thượng của trường xuống trước sự chứng kiến đầy thờ ơ của mọi giáo viên lẫn học sinh trong trường. Sự kiện này là giọt nước tràn ly khiến cho nam sinh Amagawa Atsushi cùng bạn bè cậu ta trở nên nổi loạn và một lần nữa đưa ngôi trường Sen Fictional rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ngay lúc này, thầy giáo Araki phải tìm cách để cảm hóa những đứa học trò ngang bướng kia và đem bình yên vốn có trở lại cho ngôi trường. Thế nhưng, càng lấn sâu vào vụ việc này, thầy Araki dần nhìn nhận ra những mặt tối, những góc khuất đã tồn tại bấy lâu trong ngôi trường này, cũng như sự mục rữa và sai lầm trong tiến trình cải cách giáo dục hiện hành. Như một ánh sáng hy vọng đem tới tương lai sáng lạn hơn cho nền giáo dục nước nhà, thầy Araki dưới cương vị của Kamen Teacher sẽ phải tìm cách để hàn gắn lại cầu nối giữa giáo viên và học trò, để một lần nữa trường học thực sự trở thành một nơi chốn yên bình, trật tự, kỷ cương, có được từ sự thấu hiểu và tình yêu thương lẫn nhau, chứ không phải là bức màn giả tạo được dựng nên từ nỗi khiếp sợ và sự bất mãn kia. Phía trên là một chút sơ lược về bối cảnh chính của bộ phim Kamen Teacher Special. Giờ mình sẽ bước vào nhận xét cốt truyện của phần phim này. Kamen Teacher Special được triển khai tình tiết theo hình thức 3 tập phim lẻ thời lượng 30 phút được lồng ghép vào nhau để trở thành một bộ phim hoàn chỉnh. Phim được dẫn dắt theo lối kể chuyện phi tuyến tính. Giữa những sự kiện chính xảy ra trong phim là hàng loạt những mốc thời gian nhỏ lẻ khác được đan cài vào để dần dần hé lộ, vén màn những bí ẩn mà biên kịch đã cài cắm vào trong bộ phim. Ưu điểm của Kamen Teacher Special là những triết lý nhân văn, những hình ảnh ẩn dụ và những chi tiết cảm động xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim. Khi theo dõi phim, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh vô cùng bất thường, nhưng dường như đã trở thành một tiền lệ nghiễm nhiên phải có tại những ngôi trường ở nơi đây. Đó là sự thờ ơ lãnh cảm của giáo viên trước các vấn đề của học sinh, sự thiếu tương tác qua lại một cách trầm trọng trong môi trường học đường, rào cản hữu hình dưới bục giảng, ngăn cách giữa giáo viên và học sinh, vân vân. Tất cả đều cho ta thấy được sự cằn cỗi, biến tướng của nền giáo dục hiện tại bên trong bộ phim. Tại đó, trường học thực sự là chốn địa ngục. Nhiều giáo viên đã không còn tình yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp hay sự nhiệt huyết giảng dạy nữa. Ngày ngày chỉ đứng lớp như những cỗ máy vô tri vô cảm, hoàn toàn né tránh sự giao tiếp đối với học trò để giữ cho bản thân tránh bị phiền phức. Điều này đặt ra cho người xem một câu hỏi: phải chăng chính sự thỏa hiệp, ích kỷ từ người lớn đã tạo điều kiện cho sự nổi loạn, ương ngạnh và bất trị của đám trẻ ngày một trở nên khó kiểm soát? Bằng việc hóa giải những nghịch lý, những nút thắt trong phim một cách đầy nhân văn và cảm động,
sự thấu hiểu giữa người với người được phim nhấn mạnh và tôn vinh. Phim đồng thời đưa ra những hình ảnh đối lập trong tư tưởng của những người trưởng thành về cách mà họ đối diện với nghịch cảnh, những gì họ làm để giúp cho bản thân vượt qua được nỗi đau. Điều này sẽ được mình phân tích kỹ hơn ở phần nhân vật. Bên cạnh những ưu điểm, bộ phim cũng tồn đọng không ít những nhược điểm cần phải được nhắc tới. Phim phân bố và triển khai thời lượng không thực sự hợp lý. Mạch phim diễn ra khá chậm, dàn trải, ít cao trào. Song, từ những phân đoạn nút thắt cần được xử lý một cách khéo léo để tạo dấu ấn và cảm xúc tốt trong lòng người xem thì phim lại làm gấp gáp và không trọn vẹn, khiến cho nhịp độ của bộ phim không có được sự biến chuyển đủ để tạo dấu ấn. Thêm vào đó, việc chia rõ bộ phim ra thành 3 tập lẻ 30 phút cũng đã phần nào khiến cho phim mất đi một cốt truyện tổng có tính liên kết chặt chẽ. Thay vào đó, lại trở nên rời rạc, ít tính tiếp nối. Cách kể chuyện phi tuyến tính của phim tuy đem lại hiệu quả giúp cho việc thắt nút, mở nút câu chuyện được mượt mà, tự nhiên, song cũng chính là con dao hai lưỡi khiến cho mạch phim có phần nào trở nên bị lộn xộn. Giờ ta sẽ bước tới nhận xét một vài nhân vật tiêu biểu trong tập phim này. Đầu tiên, vẫn là nhân vật chủ đề của chúng ta, thầy giáo Araki Gota. Phim lấy mốc thời gian khoảng 6 tháng sau cái chết của Shohei, nam sinh vô tình bị Araki đẩy vào đường cùng và bỏ mạng. Sự kiện này đã trở thành một cú sốc tinh thần vô cùng lớn đối với thầy giáo Araki, khiến anh luôn tự dằn vặt bản thân và nghi ngờ tư cách giáo viên của mình. Bước vào Kamen Teacher Special với thử thách và nhiệm vụ mới tại ngôi trường Sen Fictional, thầy Araki sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với một lý tưởng mới, không bao giờ tôn thờ bạo lực nữa, mà ngược lại sẽ cảm hóa học trò bằng cả con tim. Vẫn bằng sự tận tâm, nhiệt huyết và rất mực lo lắng cho học sinh của mình, thầy giáo Araki đã tìm được cách tự mình vén màn những bí ẩn sau ngôi trường tưởng chừng như ít sóng gió này và tiến gần hơn tới con tim của những người học trò. Rộng hơn nữa, thông qua góc nhìn của thầy giáo Araki, bộ phim sẽ phê phán một cách gay gắt sự thờ ơ, ích kỷ, tác trách, thủ đoạn của những người trưởng thành, phê phán sự sai lầm trong nền giáo dục hiện hành, đẩy những học sinh vào con đường hư hỏng, biến chất. Phim đồng thời cũng sẽ là hành trình để thầy Araki trưởng thành và củng cố tư tưởng của bản thân nhiều hơn, để rồi sau cùng khi bộ phim kết thúc, anh có thể vững tâm, đem theo những hành trang đã tích lũy được mà bước tới một thử thách mới mang tên ngôi trường cá cư. Tất nhiên, khi bước vào một môi trường mới, thầy Araki sẽ cần có những hoa tiêu dẫn đường để giúp thầy dễ dàng khám phá những bí ẩn trong ngôi trường này hơn. Và hai nhân vật nắm giữ vai trò đó chính là cậu học sinh Igawa Kosuke và cô giáo Saya Gato. Ở đây, mình sẽ chỉ tập trung đề cập tới cô giáo Saya mà thôi. Cô chính là con gái của thị trưởng Koichi Gato, hiện là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3D, nơi thầy giáo Araki được phân công tới làm trợ giảng. Giống như những giáo viên khác trong trường, cô cũng giữ một thái độ đề phòng, thờ ơ với học sinh. Cô Saya gần như không hề bộc lộ bất cứ một cảm xúc gì. Xét trên phương diện bề nổi, cô đã gần như hoàn toàn mất đi niềm tin vào những đứa học trò của mình. Tuy vậy, khi gặp được thầy giáo Araki và được lan tỏa sự nhiệt huyết cùng tình yêu thương cháy bỏng dành cho học trò của thầy, cô Saya đã dần dần tìm lại được hy vọng, âm thầm đấu tranh để bảo vệ cho những học sinh mà cô đang giảng dạy. Một nhân vật đáng được nhắc đến tiếp theo là Amagawa Atsushi, học sinh nổi loạn của lớp 3D. Anh và cô bé Akari Hayase có mối quan hệ tình cảm thân thiết với nhau. Do vậy, sự việc cô ngã từ trên sân thượng xuống trước con mắt lãnh cảm của tất cả giáo viên và học sinh trong trường đã khiến cho Amagawa thực sự phẫn uất. Anh điên cuồng truy tìm tung tích của kẻ đã hãm hại Akari để trả thù cho cô bé. Amagawa thực chất là một học sinh với trái tim lương thiện, nhưng chính những tác động tiêu cực tới từ người lớn đã khiến cho anh sa ngã và hoàn toàn mất đi niềm tin vào giáo viên, vào nền giáo dục hiện tại. Nhân vật này nắm giữ một vài tình tiết spoiler trong bộ phim, do đó mình sẽ không tiết lộ gì thêm về cậu ta. Nhưng sở dĩ mình muốn đề cập tới nhân vật này là để dành một lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên Kubota Masataka. Anh đã thể hiện khá trọn vẹn vai diễn của mình. Thực lực diễn xuất của Kubota có lẽ cũng không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Mình cảm thấy nhà sản xuất đã khá sáng suốt khi chọn anh cho vai diễn Amagawa. Bởi với một nhân vật có chiều sâu nội tâm lớn tới như vậy, thì việc đưa tới một diễn viên tài năng để thủ vai là một điều vô cùng cần thiết. Có lẽ chính diễn xuất đầy nhập tâm của Kubota đã giúp cho nhân vật Amagawa trở nên thực sự đáng nhớ. Sau cùng là tuyến phản diện trong bộ phim này. Nhân vật đại diện nổi bật nhất chính là thị trưởng Gato Koichi. Từng là một giáo viên mẫu mực, luôn hết lòng, tận tâm vì học trò, là nguồn cảm hứng rất lớn khiến cho Saya chọn đi theo con đường nhà giáo. Song, dưới hoàn cảnh của một người đã trải qua nỗi mất mát đau thương, ông đã hoàn toàn đánh mất đi niềm tin vào lớp trẻ. Ông cho rằng chúng buộc phải được giáo dục bằng nỗi sợ,
bằng bạo lực. Đó chính là lý do mà ông không ngừng thúc đẩy cho dự án Kamen Teacher và coi nó như chìa khóa then chốt đầy hứa hẹn cho công cuộc cải cách giáo dục. Việc xây dựng một vị thị trưởng cực đoan như vậy đã khiến ông trở thành một đối cực tư tưởng vô cùng phù hợp dành cho thầy giáo Araki. Cả hai người đều đã từng trải qua những mất mát, đau thương, những dằn vặt, những nghi kỵ dành cho chính lý tưởng mà bản thân luôn tin tưởng. Cả hai đều bị thực tại nghiệt ngã, giáng những đòn chí mạng, có thể hoàn toàn khiến họ đánh mất đi bản ngã của chính mình. Song, lựa chọn đối diện với những khiếm khuyết ấy ra sao nằm ở trong tim của mỗi con người. Trở nên cực đoan, sát phạt hay giữ lấy niềm hy vọng, nhiệt huyết đều là do ta lựa chọn. Đánh giá theo góc nhìn đa chiều, người xem cũng hoàn toàn có thể thấu hiểu được cho những hành động của thị trường Kato. Song, vượt qua những rào cản hữu hình, Kamen Teacher Special thậm chí còn đưa đến cho chúng ta cả những kẻ phản diện vô hình. Đó không gì khác, chính là những thiếu sót, những sai lệch trong cách giáo dục lớp trẻ của những người trưởng thành, thứ đã vô tình tạo nên những tổn thương, những vết sẹo trong lòng các cô cậu học sinh non nớt kia, để rồi khiến chúng cũng dần đánh mất đi niềm tin, hệ tư tưởng dần trở nên nổi loạn và lệch lạc. Nhìn chung, bù trừ cho phần cốt truyện chưa thực sự trọn vẹn, Kamen Teacher Special sở hữu một dàn nhân vật tương đối đáng nhớ và có chiều sâu, với diễn xuất tròn trịa là những bàn đạp đủ sức nặng, đủ chiều sâu để biên kịch có thể qua đó mà gửi gắm những thông điệp mang tính phê phán cao tới cho người xem chiêm nghiệm. Cuối cùng, mình sẽ nhận xét tới phần hành động của phần phim này. Nếu như ở bài review về TV series của Kamen Teacher, mình từng hết lời khen ngợi khâu hành động của bộ phim, thì tới Kamen Teacher Special, đây lại là một nhược điểm tạo cho mình sự hụt hẫng khá lớn. Tuy phần chỉ đạo võ thuật của phim vẫn được triển khai tương đối tốt, với những góc quay đa dạng và những động tác ra đòn đẹp mắt, song không rõ vì lý do gì mà trong quá trình biên tập phim, hiệu ứng lập dung khung hình cho mỗi pha ra đòn đã hoàn toàn bị lược bỏ. Điều này khiến những cảnh chiến đấu trong phim không còn đủ sức thuyết phục và gay cấn nữa. Thậm chí, nghiêm trọng hơn, một số khung cảnh còn để lộ rõ cả kỹ thuật diễn xuất. Sẵn đây mình cũng lưu ý trước để những bạn chưa xem phim chuẩn bị tinh thần. Ở phần phim này, thầy giáo Araki không chỉ chùn tay trước học trò, mà ngay cả với những người lớn, những người trưởng thành, anh cũng không hề xuống tay. Do đó, những cảnh chiến đấu của Kamen Teacher trong tập phim này sẽ có rất ít những cao trào cần thiết. Đây là những điểm trừ vô cùng đáng tiếc, tồn đọng trong bộ phim. Vậy, trên đây là những đánh giá của chúng mình về phần phim Kamen Teacher Special. Cá nhân mình cho rằng, đây chưa phải là một bộ phim thật sự trọn vẹn và xuất sắc. Phim vẫn còn tồn tại rất nhiều những vấn đề cần được khắc phục. Song, yếu tố nhân vật và giá trị nhân văn mà bộ phim đưa tới vẫn là những điểm sáng không thể phủ nhận, đã phần nào tạo thành tính thương hiệu cho loạt phim Kamen Teacher. Do vậy, nếu như các bạn muốn tìm hiểu, dõi theo những hành trình gian nan bước đầu của thầy giáo Araki, về cách mà anh dần hoàn thiện bản thân để trở thành một nhà giáo mẫu mực, thì đừng ngần ngại mà tìm tới bộ phim Kamen Teacher Special nhé. Bài review lần này mình sẽ khép lại tại đây. Nếu các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim này, cũng như về sản phẩm của nhóm, thì nhớ để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Giờ học ngoại khóa kết thúc tại đây. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!